Tối 21 tháng 9, đêm trung thu, rất nhiều người dân ở Hà Nội đã đổ về các tuyến phố chính ở quận Hoàng Kiếm để vui chơi trung thu, khiến tình trạng tập trung đông người, ủng tắc giao thông diễn ra tại nhiều tuyến phố chính. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm cho biết, ngay sau khi có tình trạng người dân đổ về nhiều tuyến phố trung tâm của thành phố để vui chơi trung thu, quận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp phòng chống dịch, phân luồng giao thông, giải tán đám đông. Người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 trong thời điểm này bởi hiện dịch Covid-19 ở thành phố vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, vẫn còn những ca F0 trong cộng đồng. Người dân nếu không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch thì sẽ có nguy cơ lây lan dịch, bao nhiêu công sức phòng chống dịch của thành phố thời gian qua sẽ bị ảnh hưởng. Nói về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, người dân đã quá chủ quan trong phòng chống dịch bệnh khi vẫn đi chơi trung thu rất đông tùy mẫn nguy cơ lây lan dịch bệnh theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu hà nội hiện nay vẫn còn nguy cơ dịch covid 19 chính quyền thành phố nới lỏng nhưng ý thức người dân lại không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch hiện dịch bệnh covid 19 tại hà nội đã cơ bản được kiểm soát những ngày qua số ca bệnh trong cộng đồng liên tục giảm có ngày xuống một con số đây là tín hiệu mừng tuy nhiên thành phố hà nội cũng phải hết sức thận trọng vì dịch bệnh một số tỉnh vẫn phức tạp Hà Nội nới lỏng giãn cách là đúng đắn, tuy nhiên sau một thời gian dài giãn cách, người dân có tâm lý muốn ra đường, do vậy cần hết sức chú ý. Do tình hình dịch của thành phố vẫn phức tạp, chưa thể khẳng định hết các ca trong cộng đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu nêu vấn đề, lúc này chúng ta không nên chủ quan, càng lúc này người dân càng phải nâng cao ý thức, nâng cao cảm giác. Người dân cứ chủ quan lơ là thì dịch bệnh lại bùng lên. Ví dụ như đêm qua trong số những người đi chơi trung thu đó có những ca F0 trong cộng đồng thì rất nguy cơ nếu người dân không ý thức phòng dịch thì lúc đó mọi nỗ lực lại phải làm lại từ đầu, là giãn cách, phong tỏa. Ông nhấn mạnh thêm, thời điểm này càng cần cảnh giác cao độ vì các hoạt động phòng bệnh của người dân không được kiểm soát một cách nghiêm ngặt như trong thời điểm giãn cách. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ bức xúc với tình trạng nhiều người dân đi chơi trung thu bất chấp các quy định phòng chống dịch. Nhiều người cho rằng việc tập trung đông người đi chơi trung thu trong thời điểm này là vô trách nhiệm với xã hội. Lỡ như có cái F0 nào trong cộng đồng thì rất nguy hiểm nhiều người khác thì cho rằng chính quyền thành phố hà nội quyết định nới lỏng giãn cách thì nên để qua đêm trung thu mới thực hiện thì sẽ tránh được việc người dân đi chơi tụ tập đông người